Kỳ solo 1-1 giữa Hy Con Hải Phòng và bên kia là Văn Rồi Đồng Tháp. Bên Văn Rồi chấp Hy Con Hải Phòng 1m xanh nha các bạn. 1m luôn hả? Dạ, nãy nửa mét thua rồi, giờ cho chấp lại thêm 1m. Bên Văn Rồi Đồng Tháp 10m xanh. Bên Hy Con 9m nha các bạn. Không đều đánh 12 điểm tới nha các bạn. Em nãy thua 5 giờ mất lại 4 kia. Không không. Giữ lô anh đồ tấm tâm không đều 12 điểm tới nha các bạn. Bóng ngoài 1-0 cho Hy Con. Tốt quá. Tiếp tục là một kèo lương sơ bù.
Ngày nay không phải là ngày tốt rồi. Từ sáng đến tối không có cái kèo ngon lành. Hai không. Hai không. Hay quá. Ơi. Một hai. Một hai. Quá đỉnh. Bóng ngoài. Hai đều. Sáng giờ quay mấy tiếng đồng hồ đấy rồi. Không quay cái lộn đó. Không quay cái lộn đó chứ. Ừ. Ba bốn. Năm ba.
đậu xăng tiêm đồng chết mẹ đo gan luôn rồi anh rồi lên lấy cái ấy cũng cho lấy thước đo lên ra anh này em thấy nó rộng hơn rồi đấy cái mà số mức lẹ được chạy được để cho luôn năm sáu ngoài ai mày lộn cái gì vậy? Ai cho bên kia mà thấy? Vô! La đôi! Vô! Hay quá! Vô! Hay ghê luôn. Tạ chứ đâu chạy. Má mày nó ở ngoài luôn. 7 năm. Cấp động cũng không ngủ. Vô! Thì quá nhân ơi. Sao vậy? Rung. Ngoài có bước chân à. Em phải là sớm lên nó bỏ. Đá đi.
vô. Vô. Qua nó mày cạnh ngoài hay vô chứ chồng lấy đéo được, chứ chồng lấy cũng đéo được luôn. Còn 4 gói nha. Thank you.